cầm luôn. Ngón tay, cái ngón tay con đĩ này. Chào cả nhà. Hôm nay là mình ra tiệm, mình xin con Nhung nhà mình 20 triệu để mình đi Côn Đảo, mình du lịch. Ở cũng xinh xen, năm cũng nhà hàng sang trọng mà các bạn vừa mới sửa móng, vừa sửa móng. Đấy, sửa bộ móng và chuẩn bị đi. Vậy mà nó có đưa đâu. Như các bác biết không, tiền mình xin thì nó kỹ, mà tiền nó mua chó thì nó đơn giản. Hỏi con chó sưng sưng 30 triệu với 50 triệu nói gì đâu đây. Thì là mua biệt thự cho chó này. Cả nhà thế, mua biệt thự cho chó. Các bác thấy không? Inox. Đây là bãi ỉa cho chó. Em nhìn mấy cái sưng sưng à. Cháu ra thì xin 20 triệu cho đi du lịch. Chưa nói năng gì, cô nhìn này. Chỗ đi ỉa chó, mọi người quay vào đây, quay vào đây. Cái này là nó thửa riêng, nó order. Để con chó nó ỉa đái đây này. Nó xối nó cái vẹt một cái, nó chui ra đây rồi nó xuống cống này. Con của nó thì nó đầu tư, còn mình thì đã chết rồi. Đéo biết là đâu. Xin là mấy chục triệu tiêu này. Ống ỉa đây, ống ỉa đây, ống ỉa. Ông có làm gì? À nó đây là lắp cái chuồng chó để cho con chó vào đây. Có nghĩa là sau một hồi mua mấy cái chuồng trên mạng bẩn bẩn ghè ghè, nó thấy rằng là hoen gì tẩu quá, nên nó quyết định là mua cái chuồng chó Peugeot Professional Inox 304. Đó, đây thì giới thiệu này, mày đứng xa xa ra nào, xa xa. Úi dồi, úi dồi, ôi, đi đâu. Mày đứng bên kia, mày quay vào đây. Các bạn, đây là cánh cửa cho chó đi ạ. Cái này sẽ nằm ngang đây các bạn, nó sẽ nằm ngang ra này. Con chó nó chạy trên này, nó ỉa vào đây. Em không nuôi chó, em cũng biết vì em thông minh mà. Đấy, thấy không, chị thấy không? Đấy, mỗi một lần nó vệ sinh này, nó lật cái này lên này, nó xịt nước vào, cất đá ỉa ra này, đấy. Chị thấy không? Có này nó sẽ ngắm ở đây rồi, phải không? Nó cắn thêm vào đây. Nó có cái răng nối vào đây. Nó có 3 cái chuồng chó. Đây, nó cho chó ỉa cho cả nhà. Đấy, chị thấy khổ không? À, sau lần nhiều lần mất tiền mua và những câu chuyện đó, bê cái bông đi đâu mà bê làng vậy? Đầu sư này, nháo trang, tâm đẳng sẽ phải quán ốc cái thằng áo này nữa. Mày không nhìn cái thằng một cởi trần vừa xong nè. Lấy tiền liền nha. Ăn nhậu say quên đéo giả vỡ nợ là chúng mày giả đấy. Thôi thì ông cửa kiện đây nào. Đấy, đây là xây chuồng cho chó, chuẩn bị xây cho người, chuẩn bị con len đây, chuẩn bị con len. Cạnh nhà mình nó có một bác ơi nhiều tuổi, thấy mình cái sắm sửa cái gì là bảo là tôi chuẩn bị cơi nới, không không đây là chuồng chó lắm nhá. Sống khó khăn lắm. Hàng xóm với nhau khó khăn lắm. Mà sao anh ơi, sao buổi sáng quán vắng anh không chở, sao giờ anh chở? Bây giờ kêu xe trở về lại luôn, tức là đi sao sáng mai luôn. Đi sao bây giờ không có đi lên được đâu. Bây giờ trở về làm gì, để đây đâu nội dinh nhân đó, để này sao quên được nữa, giờ nó đông quá sáng mai qua sớm, giờ thở qua sớm luôn. Ok bây giờ anh đi nào, hôm nay con bác bây giờ không được, nó còn biết là bác đi sao xin được, nó đụng tùm lum cho nè. Sáng nay qua sớm có một dễ xử. Sao anh là làm trước 10 giờ sáng, em bán hàng 10 giờ. Bây giờ ông chở về thì xem như tiền. Không, bây giờ tôi hỏi ông chở như tiền. Tôi chơi cho anh hỏi. Chở như tiền tôi cho ông gửi. Ok, ok, tắt đi. Trời ơi, bao tiền Nhung? Mấy tiền? Nhiều thì anh. Nhiều là bao nhiêu? 20 triệu ạ. Ồ má, con này xạo lồn này. 20 triệu chuồng nuôi chó này, mày điên à? Inox 304 á, mà 20 triệu. Cả nhà nhìn nó này, nuôi chó sao mặt mụn thế? Hôm nay mà đi đâu ấy?
đi đưa Kiến đi ấy, đi phát cơm. Đưa ai đi sân bay mà. À nó đang dịp đi công việc. Đi đưa này chiều à? Ừ. Ê mày nói thật đấy chứ, cái chuồng chó này 20 triệu á? Cả nhà ơi, em đéo bao giờ tin. Đi mẹ bằng gần con lui vừa toang. Ra hỏi, ra hỏi ông này được. Em cho chị hỏi cái này bao tiền? 23 triệu. Bao nhiêu? 23 triệu. Mày đùa à? Ê để sao được? Anh trai, anh cho em phỏng vấn em thầy em. Cái này bao nhiêu tiền, cái chuồng chó bao tiền? 23 triệu. Có thuế VAT chưa? Chưa. Mà sao nó đắt thế, bằng cái gì mà đắt thế? Inox. Pin inox 304 biết rồi, làm gì mà đắt thế? Trời ơi, đừng nói tiền inox hết, mười mấy gần hai chục. Anh ơi, ôi rồi ơi, 23 triệu là 1.000 đô la Mỹ không các bạn? Cái chuồng chó 1.000 đô la Mỹ. Ôi rồi ơi, Nhung ơi, sao mày không mua? Mày không mua cái chỉ vàng mày đeo, mày muốn nuôi chó làm đéo gì? Ôi cả nhà ơi, sao đắt thế nhở? Chuồng chó bộ đấy 20 triệu đến quá đấy chị ạ. Ôi trời, địt mẹ tôi tối cổ mới rồi đấy à? Ôi cả nhà ơi. Ê, chúng mày có nghe thấy tiếng Việt không? Cái chuồng chó 23 triệu thiệt. Nó bảo 20. Ê, Nhung ơi, có lãng phí quá không? Ta thấy mấy cái chuồng kia vẫn rồng được mà. Có cái gì mà lãng phí? Như vậy không phải thêm mấy chăn chó nữa. Bạn nước cái là xả luôn. Ê, hello. Hello, I love you, Baba. Đây. Ê, một cái chuồng chó mà 23 triệu. Ôi, my god, banana. Thôi, bây giờ ấy, người ta gánh xong mày cho tao vào tao ngủ một đêm. Để tao xem, để tao xem cảm giác ngủ ở cái chuồng chó sang trọng cỡ nào. Con Nhung nhà em với con chị ở khách sạn đi du lịch chỉ ở nhà nghỉ 300.000. Nhưng mà mua cái chuồng chó 1.000 đô la. Ê, tao nói là cái này ngu giống tao này. Biết sao không? Đi, tao đi chơi tao cũng chỉ ở khách sạn 300 ngàn đến 500 ngàn thôi, nhà nghỉ. Bởi vì biết sao không? Tao đổ hết tiền vào mua rượu. Đang đặt mua một chai rượu khá khá tiền để ngày kia sinh nhật chị Uyển, một người chị luôn cho vay tiền bên Úc. Ra đây xin nó tí tiền đây này. Mà chưa thấy nó nói năng gì. Mình đi, nói chung là đi kết nối những mối quan hệ, công việc, công thương. Phải mời khách tiền này tiền kia. Cũng phải mời người ta đi ăn đi nhậu, em hiểu không? Đéo có đồng nào. Một tháng cho vẻn vẹn 50 triệu, cả giúp việc cả tài xế. Đấy. Và bây giờ nó mua một cái chuồng chó 23 triệu. Ê, các chị thấy là có quá lãng phí không, mà quá đáng không? Bán bún đậu đến bao giờ để có được 23 triệu? Mà mua một cái chuồng chó 23 triệu. Anh ơi, sao anh không đóng cái chuồng bằng tre thôi? Anh đóng bằng inox để làm cái gì? Mày đừng tin mấy ông này. Mấy ông này toàn bảo là inox 304 muôn đời vạn kiếp. Chống rung, chống chảy, chống hen gì. Mày cứ lên mày nhìn bếp ý. Cái đề cái gì? Ông nói cái gì? Ông nói em nghe nào. Nào, sao nào? Đóng ASEAN 304 không? Em biết là inox 304 rồi. Anh ơi, em mở cái nhà hàng ở 31 Nguyễn Công Trứ. Vậy nó đúng chứ đâu. Cách đây 6 năm, đấy là Molife quảng cáo thôi. Mấy cái bộ đồ inox em dỡ không làm, ngày xưa làm cái quán đấy cũng mất đâu 300-400 triệu tiền mấy cái đồ bộ đồ bếp ạ. Đấy cũng bảo là chống chày, chống chày, chống gì, xét. Rồi cuối cùng thì đấy, vui về nhà nó cũng xét gì. Nghe tức ghê với cả nhà. À, đừng bao giờ lấy lý do là yêu động vật thì mọi điều có thể cung phụng cho động vật. Yêu là một chuyện mà tiền là một câu chuyện hoàn toàn khác như chúng mày. Tao động vật coi con chó còn hơn tao. Ít mày. Ít mày. Nó coi bầy con của nó còn hơn mình các chị ạ. Nó coi con chó còn hơn em. Đã.
Thấy không? Đi ra xin 20 triệu để đi tiếp khách. Nói vọt bọc mép ra, nó có cho đâu. Vậy mà nó sẵn sàng bỏ 2-3 triệu mua một cái bể chó. Một cái tủ chó. Buồn quá chưa? Chị thấy không? Em live stream nãy giờ xin 20 triệu để đi tiếp khách ngày mai ngày kia. Đéo được. Thản nhiên em mua 2-3 triệu cái chuồng chó. Thì mẹ có ngày tao cho bà, cho chết hết một đàn. Tôi tức quá. Hôm qua đầu tư này một quả dưa hấu 35.000 đấy. Cũng có đầu tư chứ bộ, lốt bi đóng quả dầu ạ, 35.000. Rồi chuyện, sao đẹp trai chứ vậy? À, where are you from? Where are you from? Korea. Covid, you can come back Korea, ok. Nói thế có hiểu không giờ? Ta bảo là Covid, Jill không thể cắt bách Korea mà e con này. Tao không thể tưởng tượng nổi mày có thể. Mày sẽ gọi là Rick Dog. Nhưng hiểu không? Con này nó sẽ chê tên là Rick Dog. Tổng của số lượng chó bây giờ là bao nhiêu con rồi? Hai con chết rồi à? Hôm trước 12 con. Bữa nắm quá sốc nhiệt. Úi giời ơi, chó chết cả sao nó hay cầu hay chửi. À, làm cho tao đổi vé. Đấy cả nhà. Một ngày là chỉ uống một ly cà phê và một ly nước cam thôi. Đấy. Dích kít thật sự đây rồi. À dích đó. Mà con chó đấy chết đi thì tiêu à? Nó có khóc không cô Mai? À, có. Khóc sao khóc? Tại đi về đây. Mày Thiện ơi, hôm trước con chó nó chết có khóc không? Em có nữa. Sao chúng mày không gọi tao? À, sao chị nấu nữa? Không, em thấy trước đó thời gian là chị có hâm cho nên là lúc đó em cũng không có dám báo cáo với chị. Ôi rồi, con chó to thế chết thì mày cứ làm rượu mận 7 món. Nướng, luộc, hấp, làm mề, đánh tích canh. Theo mẹ, tốn tiền thì thiệu gì, cho gồm luôn. Buồn, chết mấy ngày rồi. Chết mấy ngày. Có làm cầu siêu chưa? Đặt tên cho nó chưa? Có cầu siêu chưa? Có làm lễ cầu siêu chưa? Nó chết là vì lý do vì sao? Sốc nhiệt là do sao? Trời nóng quá, ở trên tầng thượng nó nóng quá. Thế không nhận ra là nó xỉu à? Không, để cho ăn bình thường nào. Cái bữa sáng nó phát hiện ra thì nó đúng rồi. Đúng rồi em nghe. Có thư. Về đây. Đùa chứ khổ thân con chó, bảo sao mấy ngày gọi điện nhắn tin nó đéo trả lời. Các bạn, mấy ngày gọi điện nhắn tin không trả lời. Hóa ra nó buồn con chó chị. Tìm nó mấy ngày. Mua nhà mày giấy là rồi mà nó không đi mua bán nhà đi. Đây đây, tao bảo nó mua đây, gọi liền. Chờ tí gọi liền. Tình hình là chế Nhung nhà em chuẩn bị lắp máy lạnh cho chó. Tiền điện một tháng ở đây bao nhiêu tiền? Ít mà. Ít là đáng mấy là bao nhiêu? Sao lại là không đáng mấy? Mày để nói chuyện giọng ôi con để giàu với chó. Bây giờ một tháng tiền điện ở đây bao tiền à? Nó gửi tin nhắn mà bà. Nằm máy lạnh nhiều chó nó cũng chết đây vì lạnh quá. Ghê thật. Lắp luôn điều hòa cho chó. Kinh khủng khiếp. Mình thì nằm quạt. Nhưng mà nó sẽ lắp điều hòa cho chó. Con này ghê quá. Eo thề. Không được tin nổi cái chuồng này mà 23 triệu.
phường 3 tầng. Thế chúng ỉ ở trên đầu nhau à? 3 tầng thì nó sẽ có cái tay đứng ở dưới và bạn nước một cái là xả thẳng xuống ống giống như là toilet ấy. Thế không phải cọ rửa, không phải bê tay đi đổ đâu. Thế tắm rửa nó cũng thế à? Khi mà như thế thì nó sẽ không dơ, một tuần mới phải tắm một lần. Có lúc trước có dơ là hai ngày phải tắm một lần, rất mất thời gian. Ồ, sau rất nhiều năm nuôi chó mà bây giờ chợt nhận ra một kinh nghiệm tiết kiệm nước và điện. Ghê ghê ghê. Anh ơi, anh bán cái chuồng chó đấy, anh có gặp nhiều khách như con này không? Đây là lần đầu tiên đấy nhỉ? Không, từ đầu kia đặt cái thứ hai này có một cái nữa bên Trần Vinh Tôn nữa rồi. Là cái gì? Thứ hai có một cái gần như ná vậy, giống bên Trần Vinh Tôn nữa. Có nghĩa là bây giờ anh mới gặp một con thứ hai mua cái chuồng chó như vậy? Không, làm cho chị này người ta tới thấy đẹp có đặt cái nữa. À, ông này là con Nhung nhà em đến đặt cái chuồng chó 23 triệu của ông này. Sau đó là bà kia đến nhìn thấy cái chuồng chó mới đặt theo. À, ghê thật. Ôi dồi ôi cả nhà ơi, em nói thật với anh ấy, em xin nó tiền tiêu vặt, nó có cho tiền đâu. Mà đấy anh thấy không, khốn khổ khốn nạn thế này mà. Bê kìa mày ơi. Đó, cái chuồng này. Tiệm anh ở đâu đấy? Vĩnh Viễn. Bao nhiêu Vĩnh Viễn quảng cáo cho? 93 Vĩnh Viễn. 93 Vĩnh Viễn đấy, ai nuôi chó mà dồ như con Nhung á. Mà cần cái đây này đó. Cần đây này, đó. Đó các chị thấy chưa? Đó thấy chưa? Em nghe. Chờ tí xuống liền. Ôi rồi, ôi anh ơi, rơi một cái giúp buồng trứng cách em. Ôi rồi đập thế nào, đập ra cái nhà thôi ông nội. $100 how đó, $100 how đó, how say đó, là nhà của chó, sợ quá cả nhà. Thấy được, nhảy được hết chưa? Rồi, giờ vẫn đang tiếp tục giao dịch. Đi mời vừa đi tiếp khổ quá, số nó khổ thế đấy. Mà chó nó đẹp nha, mặt nó thì giấu nhưng mà chó nó đẹp. Con này nặng mụn ghê lắm. Thâu đêm suốt sáng nặng mụn. Vô vô đi bạn. Nên cả nhà không biết đâu. À, cả nhà mà có chó ở khu vực Sài Gòn cần nhảy đực. Những nhóm như bốt đồ. Cái gì nữa? Mày có những con gì? Nó mê bốt đồ. Bút đồ. Đó, nó mê con bút đồ. Nên là nó thích bút đồ, nên là ai ở Sài Gòn mà cần giao cấu chó thì liên hệ với Nhung. Đấy. Người ta ấy, mọi người biết không, người ta nuôi chó thì là mỗi lần đi nhảy đực được giao cấu, được giao cấu gọi là được đi chơi gái ấy, mỗi lần chó của người ta được đi chơi gái là được trả ít nhất cái tiền gọi là mua tinh. Tiền tip, tiền bo là từ 1 triệu đến 1 triệu 2 một con giao cấu. Đằng này chó của Nhung là Fuzzy. Mặc dù là chó của nó rất đẹp, em phải khẳng định là con chó của nó rất là đẹp. Mẹ mua đắt lắm. Đấy các bác thấy không? Đời gì mà chủ ế, chó ế giống nhau. Nhân viên nhà này ế. Không đâu người yêu. Vì chửi ghê quá. Đấy các bác ạ. Các bác thông cảm nhé. Là cái chuồng đấy là nó bảo nó tự nghĩ ra. Mày mà tự nghĩ ra tao nghĩ là mày ăn cắp trên mạng. Mày ăn cắp trên mạng phải không? Rồi ơi. Chắc chắn là nó ăn cắp ý tưởng trên mạng. Con này á mà đi vào làng mốt Việt thì người ta sẽ bảo mày là gì? Một con tạo nhái. Dám bảo là mình thiết kế nghĩ mãi mới ra cái chủng chó. Úi giời. Mày ăn cắp ý tưởng ở đâu mày nói? Để tao biết tao mở một made in ai đó. Mượn một chút ý tưởng thoảng hơi gió của nhà thiết kế chuồng chó nào đó. Ít mẹ không ai tại mang nhục bây giờ. Các bác ạ. Sao mày không đi cắt tóc với Nhung? Cắt thì nhà em được cái giống nhau lắm.
không ai biết cắt tóc. Mày tóc người như chó ra. Mục đích của mình ngồi đêm dịch từ trưa chỉ là thế này thôi. Thế sao cái này chi tiêu nhiều thứ lắm, mọi người thông cảm. Tiếp khách tiếp khách cũng phải lúc đi đối tác đại ca mới ra cho tiền chứ không đổ má nó đấy, không cho tiền léo mày léo về cứ ngồi đây đấy. Để đi ra đi vô rồi nó ghét thế, nó muốn đuổi em về đưa cho em 20 triệu. Tháng này tiêu spa thì lắm nào, tiêu 70 triệu trời thật ơi. Đổ má đi nhậu mà, đi bên tre, đi Côn Đảo, đi Phú Quốc, rồi nói chung đổ má là đi ngoài đi đó. Thôi nói chung là tháng này nhậu hơi nhiều. Thứ này lại nhậu, nói chung tháng này nhậu khoảng 22 ngày. Tháng này nhậu 22 ngày, khổ ghê luôn. Ghê thật. Thế thật á? Khổ. Khổ lắm mà.